Thôi biến thái gì dùng sĩ mà hại ngắt để cho chị chứ. Hello, hello mấy chị đẹp của em nha. Chào mừng tất cả các chị đẹp của em đã đến với buổi live của em ngày hôm nay nha cả nhà ơi. Tình yêu nào, chị đẹp nào hiện tại đang vào phiên live này, tim ti vào màn hình giùm em cái nha cả nhà ơi. Tim ti vào màn hình luôn giùm em cái nha. Con này bên nhà em hôm nay trơn cho cả nhà của em luôn nha. Giá là cực kỳ hời cho cả nhà luôn. Rồi, tình yêu nào, chị đẹp nào hiện tại đang vào phiên live, tim ti vào màn hình giùm em cái cả nhà ơi. Giờ size mẫu này sẽ là từ size 1 cho đến size 5, từ 40 con cho đến 85 con, quay đầu cho mình giúp em. Chị nào mình đặt hàng mình cứ việc trên đổ thao tác vào cái hàng mình chút việc. Rồi, con em đang đặt hiện tại nha cả nhà của em ơi, 179.000 thôi cả nhà. 40 đến 85 con đổ về luôn giùm em nha. Rồi, đang vào phiên live tim ti vào màn hình nha cả nhà ơi. Đang vào phiên live tim ti vào màn hình giùm em nha. Chấm chấm vào màn hình giúp em luôn nha. Màu đang mặc là màu gì phải em? Giờ màu đang mặc là size 5 cho mình nha. Rồi, 250.000 hôm nay trơn còn 179.000 cả nhà ơi. Rồi, 179 cành luôn cả nhà của em ơi, 179 luôn giùm em nha. 40 85 cân đổ về luôn giùm em nha cả nhà của em ơi. Chính rồi con con này luôn giùm em nha chị yêu ơi, con này là con C9 luôn giùm em nha. C9 luôn giùm em. C9 179 luôn nha cả nhà. 40 85 cân đổ về luôn giùm em nha. Rồi, đang vào phiên live đặt hàng tranh thủ vào giỏ hàng nha cả nhà ơi. Mình đặt hàng mình tranh thủ vào giỏ hàng giùm em nha. Mình đặt hàng thì mình cứ việc tranh thủ nhất vào cái giỏ hàng cho mình giúp em nha. Mình nếu chị nào không biết thì cứ comment lên cho em biết, ngoài đây vào xem live tim tim chấm chấm vào hình giúp em luôn nha. Mình nếu chị nào muốn đặt hàng cái mẫu này mình không biết thì cứ comment lên cho em biết luôn. Một bé 52 con nhé, và cái hàng chọn C2 cho mình luôn nha. Mẫu này có size của em, có size cho mình nha. Size mẫu này sẽ ra từ size 1 cho đến size 5, từ 40 con cho đến 85 con, quay đầu cho mình là một mặt rồi, đẹp nha. Rồi, 179.000 con này luôn giùm em là con C8 nha cả nhà ơi. C8179 luôn giùm em nha. 40 đến 85 con đổ về giùm em là mặt đẹp cho mấy chị luôn nha. Trước tiên mấy chị ơi, trước tiên là lên chiều cao kèm cân nặng giùm em nha. Rồi, C8 là đi với một cái quần màu xanh lá rất là dễ thương cho mấy chị luôn nha. Rồi, C8 giùm em. C8179. C8179 luôn giùm em nha. 40 85 độ về luôn giùm em. Trời ơi, con C8 dễ thương quá cả nhà ơi. Rồi, chị đẹp nào đang vào phiên live lấy C8 thì mình tranh thủ vào giỏ hàng. Chị nào đang vào phiên live tim tim chấm chấm vào màn hình cho em luôn nha. Mà nếu chị nào muốn mua mà mình không biết thì cứ comment lên cho em biết luôn ạ. Rồi, 179.000 hiện tại mẫu này em đang live là em đang ghim cho mấy chị hết trơn rồi nha. Nên chị đẹp nào mình đặt hàng mình tranh thủ mình nhấp vào giỏ hàng luôn giùm em nha. Rồi, C8179. C8179 luôn giùm em nha cả nhà ơi. 179.000 là cái bộ luôn cho mình nha. Từ 40 con đến 85 con qua đầu cho mình là mình mặc phù hợp màu đẹp luôn á chị. Cứ phiền lên đầy đủ chiều cao kèm cân nặng cho mình nha. 1m70 quần có bị ngắn không em? Dạ không nha. Không nha, con này là không bị ngắn nha cậu dạng của em ơi. Nên vì vậy chị yêu nào mình đang vào phiên live mà đặt hàng tranh thủ vào giỏ hàng luôn giùm em nha. Hôm nay là tranh thủ lên sớm trơn cho cả nhà nha. 179 cành thôi cả nhà ơi. 40 đến 85 con đổ về giùm em nha. Rồi, từ 40 con cho đến 85 con qua đầu cho mình là mình mặc phù hợp màu đẹp luôn nha. Chấm chấm tim tim vào màn hình cho mình luôn đi chị, là mình sẽ nhận được nhiều cái giá hỏi và giá chân từ bên em luôn nha. Không kén da và nó không kén dáng luôn cho mình á. Màu đang mặc là con C5 cho mình nha. 179.000 luôn mấy chị ơi. C8 giùm em. C8179 luôn giùm em nha mấy chị ơi. Quần sẽ là quần thun luôn giùm em và có kèm túi sâu và túi rộng luôn giùm em nha. Rồi, lên chiều cao kèm cân nặng giùm em cái cả nhà ơi. Lên chiều cao kèm cân nặng giùm em cái nha. 40 85 độ về C8 luôn giùm em. C8179. 179.000 là cái bộ cho mình giúp em luôn nha. Màu đang mặc là con C5 cho mình giúp em luôn nha. Là nó sẽ có trong cái giao hàng cho mình luôn ạ. Từ 40 con đến 85 con qua đầu cho mình. Rồi, con này áo là thun lưới nha mấy chị ơi. Quần không phải là thun lưới, quần là vải thun xịn sò mềm mịn cho mấy chị luôn nha. Rồi, trước tiên lên chiều cao kèm cân nặng giùm em nha cả nhà ơi. Lên chiều cao kèm cân nặng giùm em nha. Rồi, chấm chấm lên giùm em cả mấy chị ơi. 179.000 luôn giùm em nha. 250.000 trơn còn 179 cành cho mấy chị luôn. Rồi, đặt hàng tranh thủ nhất vào giỏ hàng giùm em nha. Đặt hàng cứ tranh thủ nhất vào cái giỏ hàng cho mình nha. Quần lưng bản luôn cho mình và sẽ kèm một túi nha. Và túi cũng sẽ là túi sâu, túi rộng luôn cho mình. Con này luôn giùm em cả nhà ơi. Con này luôn giùm em là con C2 giùm em nha cả nhà ơi. C2179 luôn giùm em nha. Trời ơi, quá đẹp rồi cả nhà ơi. Rồi, mình đang nhờ phiên live chấm chấm tương tác lên giùm em cái cả nhà ơi. Rồi, C2 giùm em. Giờ 70-70 con chị nhắc vào cái giới hàng mình chọn C4 luôn giúp em là vừa là đẹp nha. Chị yêu nhắc vào cái giới hàng chọn C4 luôn giúp em. Chị nào muốn mua mà cái phiền lên chiều cao kèm luôn cái cân nặng cho mình là mình sẽ mặc phục và mặc đẹp nha. Không vừa bên em còn hỗ trợ cho mình đổi size luôn nha. Rồi, C2 giùm em nói chị yêu ơi, C2179, C2179 luôn giùm em nha. Trời ơi, đẹp màu lắm cả nhà ơi. Màu đây mặc có size lớn của em giờ có nha, size lớn của em là size 585 con á, chị cho lên chiều cao kèm cân nặng giúp em nha. Chị đã đặt hai bộ rồi nha, em cảm ơn chị đã đặt hàng luôn nha. Rồi.
Rồi, 179.000 luôn giùm em nha. C C2179 luôn cả nhà ơi. C2179 luôn giùm em nha. Rồi, C2179 luôn giùm em nha. Rồi, C2179 luôn giùm em nha cả nhà ơi. 40-85 con đổ về giùm em làm mặt đẹp cho mấy chị luôn. Rồi, mình đang nhờ phiên like chấm chấm lên giùm em cả nha cả nhà ơi. Chấm chấm lên giùm em cả nha. 40-85 đổ về giùm em làm mặt đẹp cho cả nhà nha. Rồi, tương tác tim tim vào màn hình giùm em nha cả nhà ơi. Tim tim chấm chấm và mình cho mình giúp em là mình sẽ nhận được nhiều cái giá hỏi và giá chân từ bên em luôn nha. Từ 40 con đến 85 con qua đầu cho mình luôn chị. Chị nói em đối tư phấn sai cho mình là một cái vị tranh thủ thao tác gặp cái giới hạn một chút liền xếp lệ cho mình. Là mình sẽ nhận được nhiều cái giá hỏi và giá chân từ bên rồi, em luôn nha. Rồi C2179 luôn cả nhà ơi. C2179 luôn nha. Thông báo. Rồi, tình yêu nào trời đẹp nào hiện tại đây nhờ phiên like đặt hàng tranh thủ và giỏ hàng luôn giùm em nha. Quần là quần thun cho mấy chị như thế này luôn nha. Đó, ống là ống rộng, ống tầm khoảng 30 cho cả nhà của em nha. Nên trời đẹp nào hiện tại đây nhờ phiên like này đặt hàng tranh thủ và giỏ hàng giùm em nha cả nhà ơi. Rồi, 179 cành thôi cả nhà ơi. 179 cành là cái bộ cho mình nha. Màu đang cầm là con C2 cho mình nha. Và màu đang mặc là con C5 cho mình luôn chị. Lên chiều cao và kèm luôn cái con nặng giúp em là mình sẽ nhận được nhiều cái giá hòa và giá chân từ bên em luôn nha. Không kén da và nó không kén dáng luôn cho mình, nó độ tuổi nên mặc cũng phù hợp luôn. Rồi, riêng về con này bên nhà em là sang xịn mịn luôn cả nhà ơi. 179 cành luôn giùm em nha. 40-85 con đổ về giùm em là mặc đẹp cho mấy chị 40 luôn. 40 con đến 85 con qua đầu cho mình là mình mặc sẽ mặc phù và mặc đẹp nha. Tranh thủ thao tác vào cao dưới hàng thì mình sẽ nhận nhiều cái giá hỏi cho mình lắm luôn á. Rồi, con này là con C2 giùm em nha cả nhà ơi. C8 giùm em nha. C8 là con màu xanh lá trúc cho mấy chị nè. Con này bên em mấy chị thích màu đậm hơn. Là bên em có màu xanh bơ cho cả nhà nha. Rồi, 179.000 là cái bộ chung nha. Rồi, 179.000 luôn cả nhà ơi. 179 luôn giùm em nha. Từ 40 con đến 85 con qua đầu cho mình là mình mặc phù và mặc đẹp luôn nha. Cứ tranh thủ lên chiều cao và kèm với cân nặng cho mình đi chị, là chắc chắn mình sẽ mặc phù và mặc đẹp nha. Màu đang cầm là con C8 cho mình giúp em luôn ạ. Màu đang cầm sẽ là con C8 cho mình. Rồi. Nhanh chạy. Cái rồi. Lại hộp chứ. Rồi, tim tim vào màn hình nha mấy chị yêu ơi, tim tim vào màn hình. Một máy 62 70 con giá phạt có giới hạn chọn C4 giúp em, một máy 50 50 con giá phạt có giới hạn chọn C2 cho mình là vừa là đẹp luôn nha. Nút ngọc cổ vuông và nút ngọc cổ tim tay nút ngọc cổ tim và tay xuông cho mình luôn nha. Rất là dễ mặc luôn cho mình luôn chị. Rồi, quần là quần ống rộng cho mấy chị như thế này luôn nha cả nhà ơi. Ở này Nhan Ngâm mặc được mà được chứ, Nhan Ngâm là mặc vui tươi thoải mái nha. Vì nó cũng là tay dài, ăn quần cũng là quần dài mà chị. Nó đâu có nó lỗ cái gì chị mình đâu. Rồi, con này luôn giùm em nha chị yêu ơi. Con này luôn giùm em là con C8. Không nhỏ. Mặc vô. Rồi, C8179 luôn cả nhà ơi. C8179. Gì đâu mà nó ngắn cho đây là con cái gì vậy? Con cái gì nó bị giặt đó. Quên. Quên đi biển. Thằng giặt cô nam. Rồi, con này là C8 giùm em nha. Rồi, con này 179 luôn mấy chị yêu ơi, 179 luôn giùm em nha. 40-85 đổ về luôn giùm em nha cả nhà ơi. Rồi, đang vào phiên live tim tim vào màn hình giùm em nha. Làm sao quay? Ghê chị vô. Nhìn. Ghê chị vô. Rồi, 179.000 luôn cả nhà ơi, 179 C8 giùm em. C8179 luôn giùm em nha. Quần là quần thun cho em luôn nha. 64 52 con nhất và có hẻm chọn C2 cho mình luôn là vừa là đẹp nha. Trời ơi, con này luôn đúng đẹp luôn mấy chị ơi. C8 giùm em. C8179. C8179 luôn giùm em nha. 40-85 cân đổ về giùm em là mặt đẹp nha cả nhà ơi. Trước tiên là chịu khó lên chiều cao kèm cân nặng giùm em nha. Lên chiều cao kèm luôn cân nặng cả nhà ơi. Em tư vấn sai cho mình đồng một cái tranh thủ thao tác vào cái dưới hàng mà giúp liền sẽ lại cho mình đi chị. Cổ vuông luôn cho cổ nút lòng rồi, 179 cành thôi mấy tình yêu ơi. 179 62 62 con nhất vào cái dưới hàng mà chọn C2 cho mình là vừa là đẹp luôn nha. Một máy 62, 62 con là C3 chứ. Một máy 62 mà 62 con phải là C3 cho mình là vừa đẹp nha. Một máy 57, 57 con là
chị chọn giùm em là size 3 nha tình yêu ơi. Rồi mấy chị ơi, hiện tại trong phiên live của em ngày hôm nay, chị yêu nào có đơn rồi comment lên cho em biết nha. Em sẽ kèm thêm sản phẩm tri ân cho cả nhà của em là hôm một nay cái phí nào đặt cho mấy chị như thế này nha. Cho nè, mình nha. Rồi cái phí này rất là đẹp luôn mấy chị ơi, cộng dây rất là dài nha. Còn chị yêu nào mà thích ngắn ngắn thì mấy chị cứ để dây giúp em. Nó rồi mình gài lại là được. Nó sẽ ngắn lại bớt nha cả nhà của em ơi. Rồi chấm chấm lên giùm em mấy chị yêu ơi, chấm chấm lên giùm em nha. Luôn chị không mua cho mình rất là ổn luôn á. Từ bộ đồ mà 250.000 được, đang được hỗ trợ còn có 179.000 luôn chị. Giá cực kỳ hời cho mình luôn nha. Chấm chấm lên giùm em mấy chị ơi, chấm chấm lên giùm em nha. 189.000 một bộ luôn giùm em. 40-85 con đổ về giùm em nha cả nhà ơi. Rồi mình đang nhờ phiên live tương tác tim tim giùm em cái nha. Tim tim chấm chấm vào màn hình giúp em luôn nha, là mình sẽ không có bị ẩn cái tương tác của mình nha. Bây giờ quý chị đang bị ẩn tương tác các chị. Mình comment chấm chấm nhiều nhiều vô giúp em luôn nha. Coi dễ thoải mái xịn sò cho mình, em màu đang mặc là màu gì, em da màu đang mặc là con C5 cho mình nha. Rồi, màu đang mặc là con C5 cho mình giúp em luôn ạ. Để em hướng dẫn cho mình đặt hàng thử nha. Rồi để bạn hướng dẫn cho mình nha mấy chị ơi. Trước tiên mình chị nào muốn đặt hàng cái con đang mặc tức là con C5 là chị phải nhắc vào cái dấu hàng màu vàng ở bên phía trái mình của mình giúp em thấy không? Cái dấu hàng màu vàng vàng cái này nè, tích sỏ ở đây giúp em. Cái mã mà để chữ đã riêng ở đây sẽ là cái mã đăng like, nhìn qua chị nhắc vào cái chữ mua cho mình là tự động nó sẽ hiện cái bóng màu quá xa lên. Màu đang mặc sẽ là con C5 là nó sẽ nằm ở dòng đầu tiên và nằm dòng số 2 luôn. Lướt xuống cái mình chọn cái size cho mình. Mà sao nào nhắc vào sau đó nhắc vào chữ mua ngay. Ở phía trên đây mình cứ việc điền thông tin giao hàng của mình thôi, lướt xuống tích vào thanh toán khi nhận hàng nhắc vào chữ đặt hàng luôn là đã có đơn cho mình nha. Và cần cái thao tác từ từ giống em là mình sẽ có đơn cho nha chị, chứ mình chẳng đợi sử dụng được cái giá này nữa cho mình đâu nha. À, quần có túi của em có một túi cho mình nha, quần của em sẽ kèm một túi cho mình. Rồi con này luôn giùm em nha cả nhà ơi, con này luôn giùm em là C1 C1179 luôn cả nhà ơi. 40-85 con đổ về giùm em nha, 52 con là C2. Rồi tình yêu nào, chị đẹp nào hiện tại đang vào xem live đặt hàng tranh thủ vào giỏ hàng giùm em nhé. Một mét 52 mà 40 con nhắc vào cái hàng mình chọn C1 cho mình là vừa là đẹp luôn nha. À, chị nhận đồ rồi nha, em mặc đẹp lắm. Trời ơi, cảm ơn chị luôn nha. Rồi 179.000 con em đang cầm trên tay là con C1, là một con màu xanh dương, quần là quần dán suông, ống này tầm khoảng 30 giùm em nha. Ống này là tầm khoảng 30 nha cả nhà của em ơi. Rồi mình đặt hàng mình tranh thủ mình nhấp vào giỏ hàng luôn giùm em nha. 179. Mình đặt hàng là mình cứ nhấp vào cái hàng luôn giúp em là mình sẽ có đơn nha. Trần trời xíu đông được cái giá này nữa cho mình đâu chị, nên mình phải tranh thủ mua liền mua lẻ cho mình luôn nha. Rồi đang mặc sẽ là con C5 cho mình giúp em, và màu C5 đẹp. C5 là một con màu xanh cổ vịt đó cả nhà ơi. Em đang mặc là C5 là xanh cổ vịt luôn giùm em nha. Rồi con này luôn giùm em, con này sẽ là con C1 giùm em nha mấy chị ơi. Mẫu này có mấy màu với em? Dạ mẫu này luôn đi. Em có 10 màu. Có 10 màu nha, nhưng màu nào cũng chất lượng cho mình luôn á. Lên chiều cao kèm cân nặng là mình sẽ mặc vừa và mặc đẹp nha. Không vừa bên em hỗ trợ cho mình đổi size nha. Rồi con hôm này mà chị nào đặt ba bộ là bên em sẽ kèm sản phẩm tri ân cho mình nha. Một cái ví cầm tay cho mấy chị nè, con này cầm tay cũng được mà xách cũng được luôn nha cả nhà ơi. Rất là dễ thương cho mấy chị luôn. Rồi ở bên trong là có khóa kéo cho mấy chị luôn nha. Rồi 179.000 thôi cả nhà ơi. Chị yêu nào đặt hàng tranh thủ nhấp vào giỏ hàng giùm em nha. 40-85 đổ về. Chị yêu nào mà khách mới bấm theo dõi giùm em cả nha mấy chị yêu các em ơi. Ba bộ hôm nay là có kèm một cái ví hộ cẩm cho cả nhà của em như thế này nha. Đầu tiên mấy chị yêu các em ơi, chịu khó nè, lên chiều cao kèm cân nặng giùm em nha. Trước tiên là lên chiều cao cân nặng giùm em đi. Em tư vấn sai cho cả nhà của em rồi, mấy chị nhóc vào giỏ hàng mấy chị đặt hàng nha. Lên chiều cao phải kèm luôn cái cân nặng cho mình giúp em luôn nha, là mình sẽ có đơn nha. Đặt hàng rồi. Đơn hàng của mình đó thành công là mình sẽ có đơn cho mình luôn ạ. Chứ mình comment lấy cho chị một bộ, lấy cho chị hai áo là không có đơn cho mình. Rồi sang quá cả nhà ơi, 179 cành luôn giùm em nha. 40-85 con đổ về giùm em là mặc 39 con mặc vừa của em vậy cho 39 con làm sao nó hơi rộng. Dạ 39 con là hơi rộng nha, cùng dạng quá em ơi. Nhưng mà mấy chị ơi, chịu khó hiện tại là chịu khó lên chiều cao kèm cân nặng giùm em đi. Em tư vấn size cho cả nhà rồi, cả nhà nhấp vào giỏ hàng mấy chị đặt hàng luôn giùm em nha. Đơn giản mà dễ mặc cực kỳ cho mình luôn. 39 hả? Chắc không được đâu chị. 1m40 mà 39 con lấy xe một, nhưng với điều kiện là chịu khó bóp giùm em chứ cỡ nào nó cũng rộng hết trơn á cả nhà ơi. Không riêng về đồ bên em đó, thậm chí đi mai nhiều khi còn sửa cực nữa đó. Nó nhiều khi lấy số đo rồi nhưng mà nhiều khi mai lên bộ đồ cũng chưa chắc nó đã đẹp đâu cả nhà ơi. Rồi 179 luôn giùm em, con này là con màu C8 nha. Rồi C8 179. Rồi C8179 luôn giùm em nha cả nhà ơi, C8179 luôn giùm em, C8179 nha cả nhà ơi. 40-85 con đổ về nha. Quần là quần dán suông cho mấy chị như thế này nha. Lưng là lưng thun luôn giùm em nha cả nhà ơi. Rồi mình đặt hàng mình tranh thủ mình nhấp vào giỏ hàng giùm em cả nha. 179.000 luôn giùm em, 179 nha cả nhà. 40-85 đổ về luôn giùm em nha, nút ngọc luôn á cả nhà ơi. Rồi đặt hàng tranh thủ nhấp vào giỏ hàng, mình đã đặt đã mua rồi comment cho em biết nha. Đã đặt đã mua rồi comment cho em biết một cái mấy chị ơi.
179.000 thôi, 179 luôn giùm em nha. Rồi tương tác chấm chấm lên cả nhà ơi, tương tác chấm chấm lên giùm em cái nha. Rồi, hello chị Hồng Thắm nha. Rồi, tình yêu nào hiện tại đang vào xem live tim tim và màn hình nha. Rồi, chị Hồng Thắm em thấy chị rồi nha. Rồi, con này luôn giùm em là 179.000 C8 giùm em nha. C8179 luôn mấy chị yêu ơi. Quần là quần màu xanh lá nè, và có kèm túi sâu và túi rộng cho mấy chị luôn nha. Rồi, mình đặt hàng, mình tranh thủ, mình nhóc vào giỏ hàng luôn giùm em nha. Em thấy bà rồi nha, bà Hồng Thắm ơi. Hồi trưa giờ bà tưới cây sao rồi? Hồi trưa giờ bà tưới cây sao rồi? Cây nó héo luôn chưa? Rồi cây nó tốt tươi chưa? Rồi con này luôn giùm em nha mấy chị ơi, C8179, C8179 luôn giùm em nha. 40-85 con đổ về luôn nha. Dạ. Thấy rồi sao nè, chưa hứa đặt đơn đi đâu mất tiêu. Phong nó giận em luôn rồi cục vàng ơi, Phong nó không like với em nữa. 179.000 nó đi theo gái luôn rồi. Trời ơi con này luôn giùm em nha. Rồi 179.000 luôn giùm em nha cả nhà ơi. 179. Hôm nay không đặt đơn nào chứ gì chị Hồng Thắm. Rồi 179 cho chị Hồng Thắm cho vui vẻ tình em, tình chị em chị Hồng Thắm ơi. Dạ, yeah, em không nói chuyện với nó nữa chị Hồng Thắm. Cảm ơn nha. Rồi. Nói chuyện nghe bận quấy bụng luôn á. Dạ, dạ bộ giận đi. Mời dạ bộ. Dạ bộ giận cho chị Hồng Thắm thương. Rồi, 179 ngàn luôn nha cả nhà ơi. 179 luôn giùm em nha cả nhà. 40-85 con. Từ 40 con cho đến 85 con quay đầu cho mình là mình mọc phù và mọc đẹp nha. Cái phiệt lên chiều cao kèm với con này cho mình đi chị. Đẹp quá à. Con này đúng đẹp luôn cả nhà ơi. Rồi C8 giùm em. C8179. C8179 luôn giùm em nha. Tối là nói ta cúp cúp điện giờ mới có nè, mưa gió gì nữa. Rồi nghỉ tối luôn bà ơi, vô gió hàng luôn đi. Chị Hồng Thắm hết rồi. Trời, trời tiếng nước, nó có phụ trợ, cấp điện, tới này mà có nước. Trời, 179 luôn giùm em nha chị yêu ơi. Mưa. Sao chị em lấy cái gáo nước mưa, tao chị em lấy cái nước nha mình. Chị ta cho mặt Phong á. Rồi, C8 giùm em, C8179 cho mấy chị yêu ơi. Mày ra ngoài mày đâu á? Gì? Mày đâu á? Thì cái tài với nào đưa tài cái tiếp khó chịu. Gì? Rồi, C8179 luôn giùm em nha. Đổ mồ hôi nóng muốn xỉu. Đổ mồ hôi nóng muốn xỉu không sao, thì tỉnh dậy vô giữa hòn đi con nhòn ơi. Rồi 179 ngàn nha. 179. Chú chị á. Làm gì? Quý cái đâu rồi? Chị không? Chú chị á. Bây giờ đâu vậy? Gì? Đổ quá đồ vô của shop. Anh như chị. Rồi 179 nha cả nhà ơi, 179 luôn giùm em nha. Quần là quần dáng suông cho mấy chị nha, lưng là lưng thun cho mấy chị em luôn nha cả nhà ơi. Rồi tim tim và màn hình. Rồi 179 luôn giùm em cả nhà ơi, 179 luôn giùm em nha. Trời ơi đẹp quá cả nhà ơi. Rồi vừa đẹp vừa xinh, giá lại mềm cho cả nhà của em luôn nha. Quần là quần thun và có kèm túi luôn giùm em. 179 luôn cả nhà ơi, 179 luôn giùm em nha. Chấm chấm lên giùm em cái mấy chị ơi, chấm chấm lên giùm em cái nha. Tim tim chấm chấm vào màn hình chứ em luôn nha, là mình sẽ nhận được nhiều cái giá hỏi và giá tranh từ bên em luôn nha. Không kén dài và nó không kén giấy luôn cho mình luôn á chị. Sẽ đặt mình đã mua rồi thì cứ comment lên cho em biết luôn nha. Quần sẽ là phải thun co giãn và dặn cho mình giúp em, và áo sẽ là phải thun lưới cho mình nha. Cây còn 36 giọt nước được một phôi trời giảm 15% cấp điện dặn ói mèo. Trời ơi. Rồi vô giới hàng đặt đi cục vàng của em ơi. Sáng giờ hứa lâu quá. Rồi con này là C1 nha. Bà chờ cái bà chờ cây của bà tươi tốt. Em chờ bà sáng giờ muốn rụng người luôn á. Rồi con này luôn giùm em là C1 giùm em nha. C1179 luôn nha cả nhà ơi. Rồi C1179 luôn giùm em. 40-85 độ. Từ 40 con cho đến 85 con quay đầu cho mình là mình mặc phù và mặc đẹp luôn nha. Cứ thì lên đầy đủ chiều cao kèm cân nặng cho mình nha. À cây có bông má ơi. Tháng 8 ở dưới. Ngày mới có tháng 3, tháng 4 đó. 4 tháng nữa đi. Thúi vào đầu luôn đi. Một luôn. Rồi C1 giùm em mấy chị ơi. C1179. C1179 luôn giùm em nha cả nhà của em ơi. 40-85 độ về luôn giùm em nha. Rồi C1 luôn giùm em nha mấy chị yêu ơi. Trời ơi, bà tưới lẹ đi cùng vàng ơi. Tưới lẹ luôn giùm em nha. Rồi xì tay gì vậy trời. Xì tay gì vậy trời. Rồi 170. Xíu mình cho đây em like em đi. Hả? Cho
ơi, cả nhà của em ơi, 40-85 con đổ về luôn giùm em nha. Thiệt á hả? Rồi tim tim vào màn hình giùm em nha chị ơi, cúp tới 7 giờ. Trời ơi, đặt hàng tranh thủ giùm em nha. Rồi, cổ là cổ tim, nút là nút ngọc đặt luôn. Đặt ba đơn cho đi chị Thắm. Rồi, mình đặt hàng mình tranh thủ vào giỏ hàng luôn giùm em nha cả nhà ơi, 179 cành luôn giùm em nha. Rồi, tim tim vào màn hình. Em vào xem live tim tim chấm chấm vào màn hình cho mình giúp em luôn nha, từ 40 con cho đến 85 con quay đầu cho mình là em làm mình mặc phượt và mặc đẹp luôn nha. Tranh thủ thao tác vào cái hàng thì mình sẽ nhận được nhiều cái giá hời lắm luôn á chị, và rồi, quan trọng C2 là bên em chỉ chiêu cho mình ở trên live thôi nha, như để xuống đây là trở về cái mức giá là 250.000 một bộ nha. Quần sẽ là quần đứng bẩm và sẽ kèm một túi cho mình nha, và túi sẽ là túi sâu túi rộng luôn cho mình luôn á chị. Và cái bộ đang mặc và đang tri ân như thế này là chưa có bao nhiêu, 179.000 rồi à, mưa qua rồi đâu còn vui chờ chính trời sáng mai nữa. Nữa vậy chị ơi, giờ đặt bộ yêu thương đi, đặt bộ yêu thương rồi con này luôn giùm em nha mấy chị ơi, con này luôn giùm em là C2 C2179 C2179 chất lượng sẽ là phải thun lưới cho mình nha, mai đặt đi nha, giờ đặt đi Chim Thắm, đặt trước bộ thôi, đặt trước bộ rồi giờ mặc bộ mang cái áo gì cho vui vẻ dạng. Rồi tim tim vào màn hình giùm em nha. Rồi, 179 luôn giùm em nha mấy chị ơi. Chị Hồng Thắm ơi, tranh thủ đi. Trời ơi, nay đặt đơn đi rồi mai đặt đơn hai bộ nữa. Nay bộ cái mời đặt hai bộ cục vàng của em ơi, có ai đặt hết đâu mà lo. Ngày mai là 9 ngày, 9 giờ đó cây nó tươi nó tốt rồi bà đặt thêm. Bây giờ mua heo. Giờ cây nó héo đặt trước bộ đi chị Hồng Thắm. Giờ cây nó héo thì đặt một bộ thôi. Rồi con này luôn giùm em nha, 179C2 C2179 luôn giùm em nha. Cúp điện túi gì nữa. Cúp điện, cưới cúp điện. Giờ mua đặng đơn cũng vui lòng hả dạ. Rồi tim tim vào màn hình luôn nha cả nhà ơi, tim tim vào màn hình luôn giùm em nha. 40-85 con đổ về giùm em nha. Từ 40 con cho đến 85 con quay đầu cho mình là mình mặc phù và màu đẹp nha. Cái phì tranh thủ thao tác vào cái dưới hàng mình chút điện chút lại luôn cho mình nha. 72 con là xe 5 nha. À, coi không được luôn, coi không gì không được coi luôn nè, không coi được luôn. Trời nè. Ơi, sao kỳ. Chị đặt màu mẫu đen. Dạ, chị đặt mẫu đen thì nhất tập với hàng một chút thì chị. Mẫu đen là chị sao? Chị đặt mẫu đen á, sao áo là 119 quần là 85 lẻ nha, chứ không phải là cái bộ chốt nha. Chốt phải đúng mềm mịn cho mấy chị luôn nha. Đó rồi. Là áo sẫm á chị, đó là áo sẫm của Phương, đó là 119.000 áo nha. Còn 72 con chị như Phượng nhắc vào cái giới hàng mình chọn xe 5 cho mình là vừa là đẹp nha. Chị nào muốn đặt hàng ở trên đây là mình phải nhắc vào cái giới hàng mình chốt nha. À, mạng lắc quá đứng hoài. Đăng ký đi chị Hồng Thắm. Chị với ông họ hai rồi, tình yêu nào chị đẹp nào hiện tại đang vào đem like tim tim vào màn hình giùm em nha cả nhà của em ơi, 179 cành luôn giùm em nha, 179 luôn giùm em, 179.000 một bộ giúp em nha. Lên chiều cao kèm với cân nặng cho mình như chị là chắc chắn mình sẽ mặc phù và mặc đẹp nha. Nếu mà không vừa bên em hỗ trợ chụp nổi size nha. À, giờ đặt hai bộ C2 mai đặt tiếp nha. Okay. Nhớ ngày mai nha. Trời ơi, giờ đặt bộ C2 là thấy thương chị Thắm rồi đó. C2 đi cục vàng của em ơi, trời ơi. À, chị đứng lên cho em xem với, ok nha. Chị nha. Trời ơi, cái bộ đồ này phơm đẹp lắm á chị yêu các em ơi. 179.000 một bộ luôn giùm em nha. Để em đứng xa cho mấy chị coi cái phơm đồ con này đúng đỉnh luôn mấy chị ơi. Rồi, 179.000 luôn giùm em nha. Quần sẽ là quần dáng suông cho mấy chị như thế này luôn giùm em nha. À, chừa bộ rồi. C2 hồi nãy nha bánh bèo. Dạ rồi, em có chừa nè. Nè. Chị nhớ nó anh Thịnh nha. Rồi tim tim vào màn hình luôn giùm em nha mấy chị yêu ơi, tim tim vào màn hình, nhưng mà em nghĩ là C2 là con nào cũng vậy. 154 con nhắc vào, 45 con là C1 nha. À, chị Am cái gì? Amina Mai gì nè, nhắc vào màn hình C1 cho mình nha. 179 cành luôn là cả bộ anh em đang mai của chị như thế anh này nha. Anh Thịnh ơi, vô siêu đông lấy C2 giúp em thì được rồi. Cái gì vậy cha, nói chuyện xà lơ vậy?
Phụ nữ chắc quẹo nha. Rồi, 45 cân 1m54 là chọn size 1 dùm em nha. Cục vàng của em ơi, chị ghi là lấy con C2 vô kêu bánh bèo rồi, chị em biết hả? C2 vô kêu con bánh bèo cũng được, hay là chị ghi C2 cặp hà cũng được nha. Rồi, 179.000 luôn dùm em nha. 485 cân đổ về luôn dùm em là mặt đẹp nha cả nhà ơi. Rồi, trước tiên là lên chiều cao kèm cân nặng dùm em tư vấn size cho cả nhà rồi. Cả nhà nhấp vào giữa hàng mình đặt hàng luôn dùm em để mình có đơn nha cả nhà của em ơi. Và đặc biệt con này bên nhà em mặc là che khuyết điểm cho mấy chị cực kỳ luôn nha. Rồi có cái phần này là che được cái khuyết điểm cho mấy chị luôn nè. Đó, tại vì con này bên em có nhấn ben nhưng mà nhấn ben chỗ này nó rộng tí cho mấy chị mặc nó thoải mái chút xíu nha. Rồi tay là dạng tay dài cho mấy chị như thế này luôn. Rồi 179 cành thôi cả nhà yêu ơi. 179.000 là một bộ giúp em luôn nha. Lên chiều cao và kèm luôn cân nặng cho mình nha. Size sẽ là từ size 1 cho đến size 5, 40 con cho đến 85 con bắt đầu cho mình là mình sẽ mặc phù và mặc đẹp luôn á. Màu đang mặc sẽ là có màu C5 cho mình nha. 57 con là size 3. Mình chỉ muốn chắc hơn nữa cho nên chiều cao càng nặng nha. 57 con là size 3 giùm em nha mấy chị ơi. Rồi đặt hàng tranh thủ vào giỏ hàng giùm em nha. 485 con đổ về giùm em nha. Không. C2 hương chanh hay C2 hương đào. Trời ơi, chắc phải là thun lưới giùm em nha cục vàng của em ơi. Rồi chị cứ trả lời là chất của con hè đó, chị ghi vậy đó. Ôi chị đã mặc là C mấy nha em, và bọn đã mặc là con C5 nha, để em ghi em lại cho mình nha. Em đang mặc là C5 nha mấy chị yêu ơi, size từ số 1 đến số 5, từ 40 đến 85 con, ít kỹ. Rồi tim ti vào màn hình giùm em nha cả nhà ơi, tim ti vào màn hình giùm em nha. Từ 40 con cho đến 85 con quay đầu cho mình là mình mặc phượt và mặc đẹp nha. Màu đang mặc là sẽ là con C5 cho mình giúp em nha. Lên chiều cao kèm cân nặng giúp em là mình sẽ mặc phượt và mặc đẹp không vừa bên em hỗ trợ cho em đổi size nha. Màu đang mặc sẽ là con C5 cho mình đó chị, lên chiều cao kèm cân nặng giúp em nha. Rồi, C5 179 cành luôn cả nhà của em ơi. Trời ơi, con dáng này mặc form rất là đẹp cho mấy chị, dễ thương cực kỳ cho mấy chị yêu của em luôn nha. Quần là quần dáng suông cho mấy chị, quần lưng là lưng bản luôn giùm em nha. Và có kèm túi luôn giúp em nha cả nhà ơi. Rồi, 179.000 C5 giùm em nha. C5 179 luôn giùm em. 40 đến 85 con đổ về cho mấy chị là mặc đẹp luôn giùm em nha. Rồi, C5 là một con màu xanh cổ vật từ form dáng chất liệu vải con. Con này là chẳng chê và đâu được cho cả nhà của em luôn nha. Mấy chị cứ việc lên chiều cao kèm cân nặng giùm em. Em tư vấn size cho cả nhà của em rồi, mấy chị nhấp vào giỏ hàng, mấy chị đặt hàng là có đơn luôn giùm em. Cổ tim nút ngọc luôn giùm em nha, mặc là không lo vấn đề bị lộ bị hỏi cho mình luôn. Rồi mình đặt hàng mình tranh thủ nha cả nhà ơi. Đặt hàng tranh thủ vào giỏ hàng luôn giùm em nha. Từ 40 con cho đến 85 con qua đầu cho mình là mình mặc phùi và mặc đẹp luôn nha. Màu đã mặc là màu gì thêm cho màu đã mặc sẽ là con C5 cho mình nha. Dạ. Rồi áp mèo coi, cảm ơn rồi, chị Hồng Thắm nha. Cảm ơn chị Hồng Thắm của em đã có đơn luôn này nha. Rồi chị Hồng Thắm là được kèm thêm sản phẩm nha chị Hồng Thắm ơi. Rồi chấm chấm lên giùm em một cái cả nhà ơi, chấm chấm lên giùm em một cái nha. Tim tim chấm chấm vào màn hình giúp em luôn nha. Nếu chị nào muốn đặt hàng mà mình không biết thì cứ comment lên cho em biết luôn ạ. Coi dáng xịn sò thoải mái luôn cho mình nha. Đẹp quá ạ. Rồi con này C5179. C5179 luôn giùm em nha. 40-85 con đổ về giùm em là mặt đẹp cho mấy chị yêu của em luôn nha. Trước tiên là mình phải lên chiều cao kèm cân nặng giùm em nha. Trời ơi con này dáng nó form nó đẹp lắm cả nhà của em ơi, không chê vào đâu được cho cả nhà luôn nha. Rồi mình đặt hàng mình tranh thủ mình nhấp vào giỏ hàng, chị yêu nào khách mới bấm vào theo dõi giùm em cái nha. Một máy 62 con nhét vào cái giới hạn mình chọn size số 3 cho mình là vừa là đẹp nha. Một máy 50-52 con nhét vào cái giới hạn mình chọn size 2 cho mình luôn ạ. Coi dễ xịn sò thoải mái luôn cho mình nha. Chị nào đã đặt mình đã mua rồi thì cứ comment lên cho em biết nha. Đặt bao bộ bên em sẽ kèm cho mình một cái túi hậu cẩm nha. Rất là xịn sò luôn cho mình á. Rồi tim tim vào màn hình giùm em nha cả nhà ơi. 179 cành luôn giùm em nha. 179.000 là cái bộ cho mình giúp em nha. Lên chiều cao kèm cân nặng cho mình đi chị là mình sẽ mặc phù và mặc đẹp nha. Màu đang cầm là một xanh dương là một con màu xanh dương nha. Đã con size 1 cho mình chị. Chị hoài vậy? Nãy lỡ gót mình mũ không đủ à? Hay là không có gót luôn? Có, nãy tao có gót mà không gót tao làm có. Sủa cái coi. Không, có sàn đâu sủa. Rồi, 179 luôn dùm em nha mấy chị yêu ơi. À, chị ghi chú về nè, anh Thịnh yêu dấu vào bánh bèo, Hà lấy C2 cho em. Cảm ơn đừng la. Rồi tim tí vào màn hình giùm em nha chị yêu ơi. Trời ơi bà Hồng Thắm ghét rồi quá trời rồi, đừng có la nữa. Ổng sao ổng dám la bà. Rồi 179.000 ổng chỉ gượt bà thôi chứ không la bà đâu. Rồi con này là con C1 giùm em nha chị ơi. C1179 luôn giùm em. C1179 luôn nha cả nhà của em ơi. Rồi mình đang vào phiên live chấm chấm tương tác giùm em cả nha cả nhà ơi.
Rồi, con này luôn giùm em nha cả nhà ơi. Con này luôn giùm em, nó sẽ là con C1 giùm em. C1179. C1179 luôn giùm em nha. Nút ngọc luôn cả nhà ơi, cổ tim luôn giùm em nha. Nút ngọc cổ tim mấy chị ơi, đóng trực tiếp vào cho mấy chị như thế này luôn giùm em nha. Đơn giản mà dễ mặc, và đặc biệt con này nút là đóng hết cho cả nhà luôn nha. Đóng là đóng trực tiếp vào, mặc là không lo vấn đề bị lộ bị hở cho cả nhà luôn nha. Rồi, mình đặt hàng là mình tranh thủ vào giữa hàng giùm em nha. 179 luôn giùm em, 179 luôn cả nhà ơi. 179 luôn giùm em nha. Cái nhà nuống lên đâu. Anh em có ướt nhẹp thấy không? Lao liền. Từ cái con này nó nhấn mặt hay gì á. Thì mày ngồi lên đi, em hỏi nó khổ. Chị chị qua đây ngồi đi. Vậy mày lên đây mày ngồi hả? Thôi chỉnh này cái đi ha, ngồi nó hay quá. Không sao, ngồi đi. Thấy cái nhảy đầu. Thì không có. Con này. Rồi, 179.000 luôn nha mấy chị ơi. Ổng la không, không có một Phong la em nè. Hồi nãy giờ chị thấy Phong la em không? Nó vô cái gì vậy? Kêu nó có chút chiếu mà cũng la người ta nữa. Rồi, 179.000 có nhờ giả nó được cái gì đâu. Vậy nè hả? Ừ. Ghế ta ngồi để nước gì vậy đó. Nhờ giả nó được cái gì đâu chị Hồng Thấm, chị thấy không? Đó, không thấy nha. Trời ơi, nó la em hồi nãy giờ mà chị không thấy hả? Em nhờ giả nó cũng không đi giùm em nữa mà nó còn la em nữa. Vậy nè hả? Ừ. Kêu nước không? Nhỏ nào uống vậy? Tao uống đâu. Vậy vậy tao đổ ra hết nha. Khỏi uống. Rồi. Cũng trời không nghe ơi, luôn. Nó nói chuyện vậy mà không nghe. Sao chị Binh nó dữ vậy? Sao cùng dạng Binh nó dữ vậy? Victimo. Đúng rồi. Victimo. Rồi, 179 cạn lời luôn. Hà là chị tin nó chứ không chịu tin em. Em chịu thua rồi bà ơi. Giờ hết rồi. Xài rồi đó. Người hết xài rồi. Mày cho tao ngắt thêm mũi mày không? Hay không? Trời ơi, tao ngắt hoài mà tao hắt mày. Vậy đó hả? Cái đó là từ xì thua. Nên mới tắt. Hắt như xì. Rồi. Nhạc không? Ê, cái tao hắt đỏ rồi nè. Ngắt được nữa rồi đó. Rồi, tiêm tiêm vào màn hình giùm em nha cả nhà ơi. Tiêm tiêm vào màn hình giùm em nha. Rồi, chấm chấm lên giùm em. Cãi mấy chị ơi, 179.000 giùm em nha. Tại bánh mèo hiền quá. Đúng rồi, em mà không giữ gì đâu. Thấy nhìn chơi hóm nhìn cái mặt thấy cưng vô lay không? Tấm lưng. Đã dữ ta, ngồi xuống có gái tấm lưng cho ngon rồi. Rồi 179 luôn giùm em nha. Đúng rồi chị Hồng Thấm, ngồi có gái tấm lưng cho là thấy ngon rồi đó. Rồi 179 luôn giùm em nha. Bé Hà, đúng rồi đó. Sao mẹ? Quýnh này bụp bụp thấy luôn chị Hồng Thấm. Giờ mày muốn gì? Muốn gì? Mày muốn gọi quỷ không? Mày muốn gì? Ai giữ quýnh này em? Ủa quýnh mày tao mét chị Vũ. Ăn đi. Vì giờ là ít cá nhân của mày mà mày mất chị Hồng Thấm. Mày bắt chị Hồng Thấm phải quỷ đơn. Rồi con này nó giùm em nha. 179 179 nó giùm em nha. Rồi tiêm chi vào màn hình nha cả nhà ơi. Từ 40 con cho đến 85 con qua đầu cho mình là mình mọc phù và màu đẹp nha. Cứ phì lên chiều cao kèm con này cho mình luôn đi chị. Coi vậy thoải mái xịn sò cho mình nha. Nó có bị lông nâu không? Cái con này. Ăn ngu mày ngu. Rồi, 179 ngày C1 luôn giùm em nha. Tiếp phòng quá tao quỷ liền. Không có nha. Mới nhắc con nữa, ngắt nữa là gì không Thắm? Có đâu. Chị má mới nói là tao lỡ tao ngắt rồi, sao tao kìm lại được. Rồi, 179 ngàn luôn giùm em nha. Rồi, 179 ngàn luôn mấy chị yêu ơi. Rồi, tiêm tiêm vào màn hình giùm em nha cả nhà ơi. Tiêm tiêm vào. Cái tôi tán rớt ghế luôn. Thân mặt nha. Rồi 179 luôn giùm em nha mấy chị yêu ơi. 179 luôn giùm em nha. 179 luôn. Nó ghét rồi, nó làm người em cũng phải dạy nó nữa. Rồi cái gì hù không làm nên không sợ đúng không? Không có hù nha, em có quýnh nó đâu. Trời ơi ơi, em nựng nó, em cưng nó như trứng, em hứng nó như bông vậy. Rồi con này 179 luôn giùm em nha. 179 cho đi. Nó đánh không phòng. Có đánh đâu. Đại sư nằm mà đánh em mắt chị. Nhỏ này láo hả? Hay không? Hồi nãy giờ em có quýnh đâu. Không quýnh mà ngắt không mà chị không thấm. Ờ, em ngắt có là đỏ hơn lên mặn trơn luôn là chị không thấm. Dạ. Yeah. Có phiếu em không? Dạ có. Nhưng mà hồi nãy giờ chị nói là bây giờ em không quéo nữa nha. Rồi con này luôn giùm em nha mấy chị yêu ơi. 179 luôn giùm em nha. Chị biết hùng hùng mấy đứa con nít không, nó mọc cái răng lên nó bị ngứa. Em cũng dạy tay gai rồi em bị ngứa, em quào cấu nó mới được. Mấy em bị ngứa em khó chịu lắm.
chị chứ. Rồi, 179.000 luôn giùm em nha. 179 luôn giùm em nha cả nhà. Rồi, em ơi. Quần, okay, rồi, cái quần này chị yêu ơi, quần là quần dáng suông cho mấy chị như thế này nha. Quần là quần dáng suông chốt phải mềm mịn luôn giùm em nha. Rồi, tim ti vàng hình giùm em nha. Quý yêu yêu nghiệt em rồi. Rồi, con này luôn mấy chị ơi, con này là C1. C1 luôn giùm em nha. Màu nâng cầm là con C1 cho mình nha, là một con màu xanh dương xịn sò cho mình luôn chị. Coi giãn nở máy luôn cho mình nha. Lên đầy đủ chiều cao và kèm luôn cái cân nặng cho mình giúp em luôn là mình sẽ nhận được nhiều cái giao hỏi và giá chân từ bên em luôn nha. Không kén giá và không kén giá cho mình luôn. Mấy chị yêu ơi, C1 giùm em nha. C1179. C1179 luôn giùm em, 40-85 độ về giùm em nha. Rồi C1 giùm em. C1179 luôn nha cả nhà ơi. Rồi chấm chấm tương tác lên giùm em cái cả nhà ơi. Chấm chấm lên giùm em cái nha. Từ 40 con cho đến 85 con qua đầu cho mình nha. Giờ giờ còn một răng, răng không em không có một răng, em mọc tai, tai em, tai chân của em nó bị kiểu như nó ra, nó bị ngứa cục đèn và em gấu nó vậy nè. Rồi chị 50 con cao 1m55 là C2 giùm em nha. Dạ chị hít em đang mặc hiện tại là C5 nha, giống ví dụ như chị hít ôm á thì chị lấy giùm em là C2 là nó ôm nó vừa vặn luôn á, nó cũng không có ôm quá nha. Và đặc biệt trong phiên live của em ngày hôm nay, chị yêu nào có đơn rồi có được kèm thêm sản phẩm tri ân cho cả nhà là một cái phí hoa hậu cảm cho mấy chị như thế này nha. Rồi tim ti vào màn hình giùm em nha cả nhà ơi, 179.000 luôn giùm em, 40 đến 85 con cho đến 85 con bắt đầu cho mình là mình mặc phù và mặc đẹp luôn nha. Cứ phì lên đầy đủ chiều cao và kèm luôn cái cân nặng giúp em luôn ạ. Mà đã mặc sẽ là con C5 cho mình, giúp em đã đặt đã mua rồi thì cứ comment lên trang biết nha, rồi bên em sẽ kèm rồi tao lượm mày nha. Ức hiếp phòng cái coi chơi có đâu nha, hồi nãy giờ em không đụng tới nó luôn á. Rồi 179.000 luôn giùm em giống chị yêu ơi, 179 luôn giùm em nha. Bài nghĩ nó dễ ăn hiếp lắm hả? Trời ơi, bà nghĩ sao bà tin nó vậy? Nói như thầy ăn hiếp em tối ngày luôn á. Rồi 179.000 giùm em nha. Cái gì? Nó chị thấy đâu vậy? Thấy đâu chị thấy không? Chị thấy nó không? Nó chị thấy nó không? Chị hồng hấm. Nó chị thấy nó không? Nó xuống lại là béo hả? Không nha. Thì đúng rồi chị hồng hấm. Trời ơi, nó không có vừa gì luôn á, chị Hồng Hấm không vừa nha chị Hồng Hấm ơi. Rồi 179 luôn, trời ơi, cảm ơn chị Hồng Hấm đặt đơn luôn nè. Rồi đang vào phi like chấm chấm lên giùm em. Đang vào phi like tim tim chấm chấm vào mình giúp em luôn nha, mà nếu chị nào. Rồi 179 luôn nha cả nhà ơi, 179 nha. Phong số 1 bánh bèo số 2. Dạ, phong số 1 bánh bèo số 2 giận nha. Giận nha cục vàng của em ơi. Rồi nói gì nói chứ chị yêu nào đặt hàng tranh thủ vào giỏ hàng giùm em nha mấy chị. Dạ, ơi. Đặt hàng được dạ, cái tranh thủ thao tác vào cái hàng luôn cho mình nha. Size mẫu này sẽ là từ C1 cho đến C5, từ 40 con cho đến 85 con quay đầu cho mình luôn nha. Lên đầy đủ chiều cao kèm cân nặng giúp em là mình sẽ mặc phù và mặc đẹp nha, tại hung dữ đúng rồi đó. Anh em không có hung dữ nha. Em không hề hung dữ nha chị Hồng Hấm ơi, em rất là hiền luôn. Chị nghĩ em dễ ăn hiếp nó dữ vậy hả? Bà nghĩ cái gì? Không hiếp thôi, tay chân vậy nè, không hiếp. Tại vì da chân của em nó mọc ra cái nó ngứa, em phải ngắt em đi. Thấy chị Hồng Hấm. Trời. Chị Hồng Hấm chị tin nó sao? Tại hung bạo nên tụt hạng. Vừa. Tại hung bạo nên tụt hạng. Nó chạy nó chỉ chỏ không? Nói chuyện mà chỉ chỏ vô mặt người ta mà bà đi binh nó. Em là em hiền nhất rồi đó. Chắc chắn có vậy. Chắc chắn như vậy không à. Trời, tim tim bà trời ơi, cảm ơn chị Lan chị yêu đã đặt đơn luôn nha. Rồi, tình yêu nào chị đẹp nào hiện tại đang vào xem like đặt hàng tranh thủ đang vào xem like tim tim chấm chấm và màn hình cho mình luôn nha. Mà nếu chị nào không biết thì cứ comment lên cho em biết luôn ạ. Một bộ phí ship cao quá thì lấy thử hai bộ nha. Mua càng nhiều là chắc chắn là phí ship mình nó sẽ càng ngày hơn cho mình á. À, đánh hoài đúng không chị Hồng Hấm? Có đâu, trời ơi sao mà bà binh nó dữ vậy? Thì lấy bên chị. Mua xin ra ác độc. Nó bà thấy nó chửi em không? Nó chửi em cậu gì đâu cục vàng của em ơi. Hả? Thôi đừng hủy chim thấm. Ăn mũi mày gì mày chịu tao biểu nó im lặng đi. Ngoan mày không? Nó chị thấy không cục chị hầm hấm. Nó bà thấy không? Nó đòi cho em ăn cục nhỏ của nó kìa. Rồi tim. Rồi 179 luôn giùm em nha mấy chị yêu ơi, 179 luôn giùm em nha, 40-85 con đổ về giùm em là mặt đẹp cho mấy chị luôn nha. Rồi lên chiều cao kèm cân nặng giùm em cả nhà ơi.
lên giúp em cái chiều cao và kèm luôn cân nặng cho mình nha, là chắc chắn mình sẽ vào mặt vừa và mặt đẹp nha, không vừa bên em còn hỗ trợ cho mình đổi size luôn nha. Hàng là hàng có size có số nên mình cứ việc yên tâm đi chị, hàng quy size mình còn sợ nên hàng có size có số thì mình cứ việc yên tâm nha. Rồi 179.000 C1 giùm em, C1179, C1179 luôn giùm em nha cả nhà ơi, chấm chấm lên giùm em cái mấy chị ơi, chấm chấm lên giùm em cái nha. Kim kim chấm chấm vào màn hình cho mình giúp em luôn nha, là mình sẽ nhận được nhiều cái giá hời lắm luôn á chị. Coi dạng thoải mái. Rồi con này luôn giùm em nha mấy chị ơi, con này là con C6 giùm. Có má, mày bị điên hả? Rồi C9 luôn giùm em nha chị ơi, C9179 luôn giùm em nha. Rồi đã đặt đã mua nữa rồi, comment cho em biết một cái. Chị nào mình đã đặt mình đã mua nữa rồi luôn thì cứ comment lên cho biết nha, rồi bên em sẽ kèm sản phẩm tri ân luôn cho mình nha. Hôm nay mà chị nào đặt chị bỏ hắm ơi, chị đặt hàng rồi đúng không? Có kèm sản phẩm ngày mai đi, ngày mai đặt hai bộ nữa, em kèm thêm sản phẩm trơn cho cả nhà của em luôn nha. Rồi 179 cành lấy cái này ra đi. Cái này nó bị xuống nè, cái này bị xuống đi nó mới được. Rồi 179.